Dạ vâng, em Tùng chào anh em. Thì hôm nay em về một cái bộ 299B2. Thì hàng này là hàng new từ Mỹ về. Nó có một cái thùng, nguyên thùng. Và nó là sản xuất năm 2021. Hiện tại Việt Nam thì cũng chưa có ai có bộ này mà sản xuất 2021 nha anh em. Nhất là cây 996 2021 và 887 2021. Rồi mình sẽ gửi đến anh em. Đây là một cái thùng. Đây, thùng và nó là catalog đầy đủ. Rồi bao gồm có pin 5A 20V, pin 5A 20V và một cái đi sạc với một cái sạc 115. Sạc này nó sản xuất tại Thái Lan và điện 120V. Đấy, Made in 2021 nha anh em. Đấy, thì cái bộ này nó vừa sản xuất, đi kèm với nó là một cái hai cái móc treo của hãng. Rồi 887 thì quá nổi tiếng rồi. Và pin này nó sản xuất tại USA. Đây, đóng tại USA luôn nha anh em. Đấy. Rồi, máy này thì sản xuất tại Mỹ luôn. Máy này sản xuất tại Mỹ luôn. Rồi, pin này như thế nào? Sản xuất tại USA luôn. Đây. Rồi, máy này sản xuất tại Mỹ luôn. Đấy, 996 sản xuất tại Mỹ. Rồi em test xong rồi em sẽ cho anh em xem sản xuất. Vâng, hàng Mỹ về rất là chất lượng. Mình sẽ gửi đến anh em xem cái pin sản xuất như thế nào và máy sản xuất như thế nào. Tại vì mình cầm cái điện thoại á, mình vừa quay luôn ra. Ok, pin sản xuất năm 2021. Đây, 2021 và pin này sản xuất tại Mỹ. Và máy này 2021 luôn, rất là đẹp. Và sản xuất tại USA. Đây anh em xem rõ nha. Ok, và một cái máy này đây, thông số là 450 ngàn ba và 2.000 vòng trên phút. Anh em nên chơi là thì chơi hàng Mỹ, còn hàng Việt Nam thì sản xuất tại China. Thì cái bản China nó dù sao thì nó cũng 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 là China, quá tệ. Rồi ok, 20V. Đây sản xuất tại pin sản xuất tại Mỹ đây. Rồi 2021 đây. Vâng, và máy này nó sản xuất ở đâu? Wow, quá rồi. Ok. Đấy, thì combo này nó vừa sản xuất 2021 thì cái giá của nó là trên 9 triệu. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em.